tiếng cho con thì hóa ra là thêm một em nữa đẻ, em thứ ba. Để xem số lượng mấy con, 1 2 3 4, như vậy là như thế này là mới đẻ thì lông vẫn còn đang ướt, 4 con. Ok thôi Long vào trong chuồng đi, Long vào trong, vào để chỉnh cho bọn nhóc con ở bên kia tí, chỉnh cho con nó chỗ nằm đã nhá, tí nữa rồi nào, tí nữa rồi ra, chờ một tí. Đây, đây là con bố của cái đàn này. Đây cho con đây. Ok, rất là giỏi. Nhi. Quá giỏi luôn. Sợ. 4 đứa à, cuống rốn cắn này vẫn còn đang chưa ấy hết này. Từ giờ để mình sẽ chỉnh cho nó. Đây hình như nó bị lọt chân hay sao này. Lọt chân xuống dưới đấy, lọt chân đấy. Đây là lý do vì sao phải kê. Rồi. Đây là lý do vì sao phải kê cái nền nằm cho chúng nó để kê xong đã. Kê xong rồi. Nhưng mà cái này có vẻ là hơi dài. Hơi dài so với cái chuồng này rồi. Để cắt bớt đi rồi. Để kê xong cái chỗ nằm cho chúng nó rồi rồi quay mẹ con chúng nó rồi kiểm tra xem được cái. Trước tiên là kê đã. Nhưng có vẻ cái này là nó hơi bị dài rồi. Đúng là bị dài rồi. Dài quá rồi, dài quá rồi. Bị dài so với lại cái miếng kê là nó bị dài so với cái chuồng rồi. Thế làm sao được nhỉ? Cắt bớt đi thôi. Cái chuồng này là cái cỡ chuồng bé hơn hai cái chuồng kia. Rồi, để xem nào. Xem nó dài đến đâu để anh cắt đi. Rồi. Cắt đến đây. Ok, em làm đấy với con nhá. Điền anh cắt cái này đi đã. Ha, làm việc đây một tí, chờ một tí. Ok, đã thay xong cái lót cho chúng nó rồi. Thay xong cái lót chỗ nằm để cho nó đỡ lọt, bị lọt chân ấy. Đây, bây giờ kiểm tra xem nào được cái như thế nào. À, hai con đẻ rồi thì là tổng là được 6 con. Cộng với lại thêm thêm em thứ ba này nữa thì là hiện tại bây giờ là 4 con. Không biết là nó có còn nữa không. Nếu mà coi như 4 con này thì sẽ thành 10 con. À, xem nào, có phải nó định đẻ thêm không? Hay nó chỉ là đơn giản nó đổi chỗ nằm thôi. À, đổi chỗ nằm thôi. Ok. Được, nhất trí. Nào, để xem nào. Xem là con xem là được cái thế nào. Giỏi lắm. Con này là con gọi là con út ít của 4 con này. 4 con mẹ là cùng một đàn. Con này là coi như là con út ít. Nó là cái con mà cái người của nó bé hơn mấy con kia một tí. Đây xem nào. À, đực này. Một đực. Rồi, bụng này thì chắc nặng hết rồi. Một cái. Rồi, cho con nó tí đi. À, cho ta này thì nó chăm con rất là khéo. Nên là gần như không phải lo. À đây con này con cái. Đây. Cái. Hai cái một đực. Này được hai cái. Ồ, hai cái hai đực. Cân bằng nhau. Như vậy là rồi, ok để cho chúng nó ti thôi. À, như vậy là tổng cộng là đến em thứ ba này đẻ là tổng cộng là 10. 10 cho con. Thì lúc trước là hai con cái 4 con đực, thì bây giờ là cộng thêm với lại hai đực hai cái nữa là như vậy là tổng cộng 10 con là 6 đực và 4 cái. Cho con đẻ ra thì nó cũng là màu trắng hết, để mọi người xem để xem mai cho nó lông nó trắng lên thì mọi người sẽ nhìn nó sẽ rõ hơn. Đây là màu
màu trắng như như đàn này để xem nào. Màu trắng thôi. Những cái lông này ấy, về sau nó thành cái lớp lông ở bên trong thôi, lớp lông đệm. Hai tháng là mọi người chờ con chó con nó khoảng tầm 50 ngày là mọi người sẽ nhìn, sẽ mọi người sẽ rõ. Còn như bây giờ đẻ ra là màu lông nó không có trắng hẳn, ngày mai nó khô lông thì nó sẽ trắng hẳn. Đây, mọi người thấy chó mẹ có giỏi không? Rất là xinh luôn. Chăm con khéo, đấy là cái đặc điểm của con chó ta, là nó chăm con nó rất là khéo. Đẻ thì dễ đẻ, đây nó tự đẻ tự chăm con này. Mình sang mình thấy có tiếng chó con ý thì lại tưởng là hai con kia, tưởng là hai con kia là nó chăm con, nó cho con nó ti vào thì có con nó chưa ngậm ti được nó kêu thì chạy ra xem thử, thì hóa ra là em thứ ba này đẻ. Như vậy là còn một em nữa chưa đẻ thôi, nhưng mà như thế thì nó cũng sẽ rất là nhanh, trong vòng khoảng 1 tuần 10 ngày thôi. 1 tuần 10 ngày nữa thì là sẽ em cuối cùng sẽ đẻ, vì là đợt này là cho đẻ là nó là hai cặp đực cái. Con lau này thì đây là cái đàn đầu tiên của con lau ở cái đợt này, còn hai đàn lúc trước là hai đàn của con lau là con sậy. Đấy, chia ra được cái hai con được cái đấy, mọi người thấy xinh không? Con chó nó rất là ngoan, rất là xinh nhưng mà lại rất là ngoan, chăm con khéo. Đây, lót cho nó cái sàn này là yên tâm rồi, là không sợ cho con nó lọt. Bây giờ là chỉ có còn chắn thêm một tí nữa thôi, là để cho con cho nó đỡ trôi ra bên ngoài này. Nhiều khi là cho con mẹ nó chạy ra ngoài là con nó lăn, nó bò ra nó rơi ra rồi nó chỗ nó cũng kêu thôi, còn con mẹ thì nó sẽ cắp được vào thôi. Nhưng mà nhiều khi cho con nó chui ra không, nó chui vào trong gầm là nó thấp quá, con mẹ nó không chân tay quờ quạng rồi lại sứt cho con ra. Rất là xinh luôn đó. Mọi người mà thích chó con Bắc Hà thì đợt này là tha hồ chọn, thích nuôi được thì rất nhiều được luôn. 6 con đực, 4 cái 6 đực, tổng cộng đến bây giờ là 3 con đẻ là được 10 con. Như đợt này như này đẻ như này là số lượng đẻ như này là hơi ít, vì bình thường là chúng nó đẻ, thường mình để ý là chúng nó đẻ là từ 4 đến 6 con. 4 đến 6 con thì như ở đợt này là có 2 con đẻ 4. Một con thì đẻ 2 thôi. Con đấy là nghĩ là đẻ sau thì cuối cùng nó lại con đẻ đầu tiên. Vì con đấy là nó chịu được 2 lần. Lần sau mà tưởng nó rơi vào lần sau, nhưng hóa ra nó trúng ở lần đầu. Tưởng nó chịu được 2 đợt đấy. Thôi không ngồi nào. Có khách đến à, anh biết rồi. Có người đến là chúng nó đang kêu cảnh báo. Ok, để căng cho chúng nó, để cho nó đỡ trôi ra. Ok, đã xong cái chỗ nằm của chúng nó. Ok, như thế này để cho con nó đỡ lọt ra bên ngoài. Rồi, hai mẹ con chăm nhau nhá, để cho con lau ra bên ngoài. Với cái bản năng của con chó ấy, thì con chó đực nó không làm phiền con chó cái nó chăm con đâu. Đấy, mà nó có muốn vào làm phiền con chó cái nó cũng đuổi. Nào, chỗ đây là chỗ của mẹ con nó nhá, cho nên là con đực vẫn thả tự do bình thường. Con cái nó chăm con, tức là nuôi con đực với con cái cùng chuồng thì lúc đẻ là vẫn cứ để con đực tự do. Ok, để anh lấy cho bát nước nhá. Đó, như vậy là tổng cộng 3 đàn là hiện tại bây giờ là được 10 con, 6 đực và 4 cái. Mọi người mà quan tâm đến không ồn nào, mọi người quan tâm đến giống chó Bắc Hà Việt Nam, giống chó ta rất là đẹp và rất khôn, thì lưu số điện thoại Zalo trại 0901008234 nha, 0901008234. Ok, xin chào mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Video sau mình sẽ cập nhật quân số xem đàn này nó có tăng thêm không.
Nhưng có lẽ là với cái số lượng này thì có lẽ là cũng là hết rồi. Xin chào mọi người.